cái khu vực của cây điền 20 kìa, và cây xanh xanh mặt này đẹp hơn. Cái xanh này quay mặt này ra kia đẹp hơn này nhỉ. Yeah. Đấy. Đây. Rồi. Đặc biệt để sang chỗ ui rồi mình đấy, hoa hạnh hoa liệu đây. Bây giờ chúng có ổi ngon nhỉ, bao tiền đấy ạ? Không có là vì rộng mà ổi bao tiền? 6 triệu. Chưa? Không có vì rộng mà đổi đốt. Hôm qua vì rộng mà tối qua mình kiểu như chiêu ấy mình còn nôm ấy, vì rộng ấy. Thật thật à? Anh ạ. Có mê của có mê hóa để vào đây là tiếp tế ở đâu? Hôm qua vì rộng rồi. Chân vệ thì là chân vệ tự nhiên của nó thôi. Tôi hỏi thì bà chủ nó nhỏ chứ các bác mà hỏi gì chắc không bán được cái gái đâu. Bán rất là nhiều, tất nhiên dám mua thực tế thì không biết. Anh Ngọc Đức. Già đẹp. Ngọc Anh Ngọc Mút. Du này có tuổi đấy. Đấy là du đẹp. Cái này mới đẹp này. Cái loại du giờ cái này cái xéo. Xéo nó có quả. Xéo kia còn đấy nó có quả đó. Nó là cái ống trúc nó nhét. Đấy cái du đẹp đấy. Cái này mới đẹp. Hoàn thiện rồi. Giờ là sau quay mặt sau kiểu đấy, lâu lâu lại thấy gốc ổi thích vậy, nhưng mà nó to quá to. Đối bình thường đấy. Nhìn như cây mùa đông đấy, cái này mình cây mùa đông. Du 3 tiền ạ. Đấy mua đi đẹp quá. Đây đẹp dạ. Làm riêng dày chi. Thì du mình phết. Yên nó đẹp. Công gầm rất là đẹp. Phân chi bình thường là đẹp được. Đối ở chợ như này là ít. Chợ như này đấy là sau ra lá cái xíu. Nó già rồi mà, răm nó dày mà, lá nó bé. Vừa vặt lâu chưa, mình vặt lại cho mới vặt sáng nay. Mới cắt xong. Cắt tối hôm qua. Răm dày như suối. Đấy. Tí nữa để quay lại tiếp cái xếu đây. Xếu. Đấy, bây giờ rẻ rất hay. Đang chỗ bố nhạn xong lại quay lại chỗ đấy. Mình đấy, siêu phẩm đây. Cô ra à, anh Cường ơi. Nó bán không? Lên này của anh này anh. Ông đỏ này. Lên này của anh Cường. Cái xì làng đây. Đẹp đấy. Nó hơi lệch một tí. Cắt hết đi cho em bỏ. Toàn tiền triệu cả đấy. Thôi vừa lấy cái đấy. Thao à, còn cái hương này nha. Hả? Cắt đi lại cướp nhau mà chết. vào tay vừa lại thành hoa hậu hoành. Cây này chưa biết. Đấy ông ngồi trong kia. Đấy, có người hỏi cây này. Đấy, vừa mới ra. Rồi. 3 triệu. Rừng hồng ngọc mai, rừng hồng ngọc mai. Lâu rồi không xính, quá lâu rồi. Không phải là 1-2 năm rồi, 5-6 năm rồi. Đẹp đấy, đẹp không nguyên bản rồi. Châu đẹp rồi. Mở hàng chút. Chưa. Để mưa. Thật nhất là ngọt. Để rau lấy cắt giặt thì hẳn sát. Bao tiền anh mời? 8 triệu. 8 triệu. Tí nữa phải sang bên kia nhìn nữa. Nó chắc các sủi cắt vào được rồi. Nó đào nhé. Khó vất ngoài nhìn. Không có chân không? Sang cho mình xem đấy. À cái gọc anh ấy nhổ mày ra này. Ông ấy chưa mang về? Chưa, người ta mang cho vào phải bầu rồi, khô nhanh. À, để đậu cũng được. Để trong ý từ 2 mai không sáng. À thế ông ấy gọi rồi. Không có mất đi từ quê đâu. Đang ở quê mà. Quê xe. Ông ấy mà để cái là cũng hơi căng ấy, không chỗ. Để trong nhà. Đồ hiểm nhỉ. Niềm nặng to. Đúng là mình vẫn thích này cái ngọn này hơn. Anh là đấy. Em để này thì nhìn thì nó ngày trước lên. Ra đây thì nó giật nó thành cái ấy quá. Đây là một cặp lên. Mình đục cái này này. Mặt này đẹp. Đây này. Không đục, nếu lấy mắt này á, nếu lấy mặt này đẹp, mặt này nó lú đẹp. Đây này mặt này này. Mặt này thì phải lấy ngọn đây. Mặt này là mặt đấy. Thứ hai lấy cái này đúng không? Nếu lấy cái thì phải đánh vào, vẫn phải đảo vào. Đảo vào. Cây thì bao tiền này này. Đây là nó thẳng trực thẳng này, đang làm trực gạn này hay. Nó mấy hơn, nhìn nó mấy cây hơn, nó có đồ gập, đồ chuyển lên, chạy lên. Đây này thì đưa vào ấy. Này mang đi bán, này mang đi sửa thì được. Sửa mà. À, thế là của Hương cô nương à? Anh nọc bớt cho nó đây. Cái này mà mình nọc như của lọc. Về cho cái á này. Đừng nuôi đất nữa, nó lại vẫn là nhà đất. Trên đẹp quá mà dưới vẫn là nhà đất. Thở gì? Nó lại bầm này nó thở. Mình nuôi nhiều bầm quá như lúc bị chảy ra. Đẩy như vậy. Rừng hồng ngọc mai. Dạ. Được. Em thằng này kia. tưng lên nó đẹp. Cho cái cổ to nó bắn sang. Đánh cổ nó sang thì nó đẹp hơn, nó có đường. Cái này nó thẳng tắp thì nó như người bắn này không, nó thẳng từng lên. Sau nó đầy này thì nó thành một cái thẳng. Nó không có đường truyền. Vì hết sẹo này. Đấy, thích cái chỗ đấy. Trực ấy mà lại to hết rồi. Nói hỏi Lương thích mang về lúa thì về rũ sạch đất ra, đồng có chậu vào. Đúng rồi, cái này thì phải cho chậu chứ để này nó là hàng đất thì buồn. Cái cho xuống xốp đấy chứ, không đất đâu. Ý là nó sâu quá. Về đợt tao xuống chặt thì là đất sâu quá. Xuống xốp, tao xuống xốp. Xốp nhưng mà xốp bằng này. Đây là bí mẹ gì đất. Hương và Agenthao nó bảo là nó bục đít, cắt đít. Mấy cái